trong một nhóm Facebook, người con trai tên Su kể, tôi luôn muốn biết những chú chó cưng của mình đang làm gì khi tôi ra ngoài. Bây giờ khi đã biết, tôi thực sự chỉ muốn về nhà. Khi theo dõi toàn bộ video, anh Su phát xuất hiện chú chó Aji chỉ ngồi nguyên một chỗ sát cửa ra vào suốt cả ngày. Có vẻ như Aji muốn mình là người đầu tiên chào đón ông chủ khi ông về nhà. Hình ảnh Aji buồn bã ngóng trông chủ về khiến đồng đội những người yêu chó vô cùng xúc động. Một số người nói rằng anh Su nên ôm Aji khi trở về nhà vào ngày hôm đó. Một số người khác thì tỏ ra khen tị vì thú cưng của họ hầu như không đong đã chủ đã về nhà hay chưa. Đó chưa phải là câu chuyện duy nhất về Aji khiến người ta cảm động. Anh Su kể, hồi đầu tháng 8, lần đầu tiên anh gặp Aji khi nó đang bị bỏ rơi trong công viên. Lúc ấy, anh đang dẫn một chú chó khác đi dạo, tên là Sốc. Mặc dù còn e lệ nhưng Aji tỏ ra rất muốn chơi với Sốc. Anh Su đã nghĩ đến việc sẽ mang đồ ăn cho Aji nhưng anh không thể tìm thấy nó trong công viên vào lần sau. Khi đi lòng vòng xung quanh, anh thế hệ nhận ra rằng Aji đang ngồi cạnh chiếc xe máy đợi anh. Cảnh tượng đó khiến anh vừa cảm động vừa đau lòng. Hôm đó, Aji tiếp tục đi theo Su cả ngày. Khi anh đi ra xe thì nó âm thầm reo lên. Cứ như thế, ít lâu sau Aji biến thành một thành viên trong gia đình Su.